5 loại đồ uống giúp hạ huyết áp, phòng ngừa đột quỵ hiệu quả. Việt Nam luôn có sẵn tất cả. Xin chào quý vị khán giả. Huyết áp cao là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ, một tai biến nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của nhiều người. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, hầu hết các trường hợp đột quỵ lần đầu đều có liên quan đến tình trạng huyết áp cao. Khi huyết áp tăng, các mạch máu trong cơ thể bao gồm cả những mạch máu trong não sẽ bị tổn thương. Điều này có thể dẫn đến tình trạng vỡ hoặc tắc nghẽn mạch máu não, gây ra thiếu máu cục bộ và cuối cùng là đột quỵ. Vì vậy, việc kiểm soát huyết áp và giữ mức huyết áp ổn định, đặc biệt là đối với những người đang phải đối mặt với vấn đề huyết áp cao, là vô cùng quan trọng để giảm thiểu nguy cơ đột quỵ. Một, những phương pháp hiệu quả để kiểm soát huyết áp là điều chỉnh chế độ ăn uống, giảm tiêu thụ muối, hạn chế rượu bia và bổ sung một số loại đồ uống cụ thể có thể góp phần tích cực trong việc hạ huyết áp. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những loại đồ uống giúp hạ huyết áp hiệu quả, hỗ trợ cho việc duy trì sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc phải những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến huyết áp. 1. Nước ép củ dền. Loại nước ép này rất giàu nitrat, một hợp chất tự nhiên có tác dụng tích cực đối với hệ tuần hoàn. Khi nitrat được tiêu thụ, cơ thể sẽ chuyển hóa chúng thành oxit nitric, một chất hóa học có khả năng thư giãn và giãn nở mạch máu. Quá trình này không chỉ giúp cải thiện lưu thông máu mà còn có tác dụng hạ huyết áp. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người mắc bệnh cao huyết áp. Một nghiên cứu vào năm 2022 đã chỉ ra rằng việc uống nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp tâm thu ở những người có tình trạng huyết áp cao. Huyết áp tâm thu, còn được gọi là huyết áp tối đa, là chỉ số đo lường áp lực của máu lên thành động mạch khi tim co bóp. Đây là chỉ số quan trọng vì nó phản ánh khả năng bơm máu của tim đến các cơ quan trong cơ thể. Việc duy trì huyết áp tâm thu ở mức an toàn là rất cần thiết để ngăn ngừa các vấn đề tim mạch nghiêm trọng. Thú vị hơn, một nghiên cứu khác vào năm 2019 đã chứng minh rằng nước ép củ dền có khả năng hạ huyết áp gần như ngay lập tức. Cụ thể, sau chỉ 30 phút uống nước ép củ dền, huyết áp có thể giảm xuống một cách đáng kể và tác dụng này có thể kéo dài gần 24 giờ. Điều này cho thấy rằng nước ép củ dền không chỉ là một loại đồ uống bổ dưỡng mà còn là một liệu pháp tự nhiên hữu ích cho việc kiểm soát huyết áp. Ngoài việc giúp hạ huyết áp, nước ép củ dền còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác. Nó giàu vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin B6, folate, sắt, mangan và kali, tất cả đều cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Chất chống oxy hóa có trong củ dền cũng giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. 2. Nước ép cà chua. Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Nhật Bản vào năm 2019, nước ép cà chua có khả năng giúp giảm huyết áp ở những người bị huyết áp cao hoặc những người có tình trạng tiền tăng huyết áp mà chưa được điều trị. Điều này đã mở ra một tiềm năng mới trong việc sử dụng thực phẩm tự nhiên để quản lý huyết áp. Lý do chính khiến nước ép cà chua có tác dụng tích cực đối với huyết áp là nhờ vào lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong cà chua. Lycopene không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, mà còn có tác dụng bảo vệ các mạch máu khỏi tổn thương do gốc tự do. Bằng cách làm giảm viêm và cải thiện lưu thông máu, lycopene giúp duy trì huyết áp ở mức ổn định. Ngoài ra, một nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ cà chua thường xuyên có thể giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ. Theo nghiên cứu này, lycopene lại chính là yếu tố quan trọng mang lại tác dụng bảo vệ này. Điều này cho thấy rằng nước ép cà chua không chỉ có lợi cho những người mắc bệnh huyết áp, mà còn giúp ngăn ngừa các vấn đề nghiêm trọng như đột quỵ. Bên cạnh việc hạ huyết áp, nước ép cà chua còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin C, vitamin K, kali và folate. Những chất dinh dưỡng này không chỉ giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, mà còn hỗ trợ chức năng tim mạch và hệ miễn dịch. Để tận dụng tối đa lợi ích của nước ép cà chua, bạn có thể dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày. Nước ép cà chua có thể được sử dụng đơn giản như một thức uống giải khát hoặc là nguyên liệu trong các món salad, súp và nước sốt. 3. Nước ép lựu. Nước ép lựu có khả năng hạ huyết áp cả tâm thu lẫn tâm trương. Huyết áp tâm thu là áp lực máu lên thành động mạch khi tim co bóp, trong khi huyết áp tâm trương
là áp lực máu khi tim ở trạng thái nghỉ ngơi. Việc kiểm soát cả hai chỉ số này là rất quan trọng để duy trì sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng như đột quỵ và bệnh tim mạch. Lựu là một loại trái cây không chỉ ngon miệng mà còn cực kỳ bổ dưỡng. Nước ép lựu chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, trong đó nổi bật là anthocyanin. Đây là một loại flavonoid tự nhiên có màu sắc đỏ tươi, có khả năng bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, từ đó giúp giảm viêm và cải thiện lưu thông máu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng anthocyanin có thể tương tác với các enzyme quan trọng trong cơ thể, góp phần điều hòa huyết áp hiệu quả. Ngoài khả năng hạ huyết áp, nước ép lựu còn có nhiều lợi ích sức khỏe khác. Nó chứa một lượng lớn vitamin C, vitamin K và folate, tất cả đều là những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Vitamin C không chỉ hỗ trợ hệ miễn dịch mà còn góp phần cải thiện sức khỏe da và hấp thụ sắt. Vitamin K quan trọng trong việc điều chỉnh quá trình đông máu và duy trì sức khỏe xương. Folate, trong khi đó, có vai trò quan trọng trong việc sản xuất tế bào mới và duy trì sức khỏe của các mô. Bên cạnh đó, nước ép lựu còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch thông qua việc giảm mức cholesterol xấu và tăng mức cholesterol tốt. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước ép lựu có thể làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu, từ đó giảm nguy cơ hình thành màng bám trong động mạch. Nước ép lựu cũng được biết đến với khả năng cải thiện chức năng não. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất chống oxy hóa trong lựu có thể giúp cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc. Để tận dụng tối đa những lợi ích sức khỏe từ nước ép lựu, bạn có thể dễ dàng bổ sung loại nước này vào chế độ ăn uống hàng ngày. Nước ép lựu có thể được thưởng thức trực tiếp hoặc sử dụng làm nguyên liệu trong các món sinh tố, nước tráng miệng hoặc salad. 4. Trà hoa dâm bụt. Giống như nước ép lựu, trà hoa dâm bụt cũng chứa một lượng đáng kể chất chống oxy hóa, anthocyanin, hợp chất có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Sự hiện diện của anthocyanin trong trà hoa dâm bụt không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Theo một nghiên cứu vào năm 2019, việc uống 2 tách trà hoa dâm bụt mỗi ngày trong ít nhất 2 tuần có thể giúp giảm huyết áp đáng kể. Nghiên cứu này cho thấy trà hoa dâm bụt có khả năng hỗ trợ việc thư giãn và giãn nở mạch máu, từ đó giúp cải thiện lưu thông máu và giảm áp lực lên thành động mạch. Ngoài khả năng hạ huyết áp, trà hoa dâm bụt còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác. Trà này giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tật. Vitamin C cũng góp phần cải thiện sức khỏe da và thúc đẩy quá trình hồi phục của các tế bào. Trà hoa dâm bụt còn có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giúp cơ thể loại bỏ độc tố và chất lỏng thừa, từ đó hỗ trợ quá trình thanh lọc cơ thể. Việc giảm bớt lượng nước tích tụ trong cơ thể cũng có thể góp phần vào việc kiểm soát huyết áp. Một lợi ích đáng chú ý khác của trà hoa dâm bụt là khả năng giảm căng thẳng và lo âu. Uống trà hoa dâm bụt có thể mang lại cảm giác thư giãn, giúp giảm mức độ cortisol, hormone gây stress, từ đó hỗ trợ sức khỏe tâm lý. Cảm giác thư thái này không chỉ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể. Trà hoa dâm bụt có thể được thưởng thức nóng hoặc lạnh tùy theo sở thích của từng người. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy hoa dâm bụt khô để pha trà tại các cửa hàng thực phẩm hoặc siêu thị. Để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe, hãy cân nhắc thêm một chút mật ong hoặc chanh vào trà để tăng thêm hương vị và giá trị dinh dưỡng. 5. Trà xanh và trà đen. Theo một phân tích tổng hợp được công bố trên trang Medical News Today, việc thường xuyên uống trà xanh và trà đen có thể giúp hạ huyết áp một cách hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy, những người duy trì thói quen này trong ít nhất 3 tháng sẽ giảm được cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Huyết áp tâm thu là áp lực máu tối đa lên thành động mạch khi tim co bóp, trong khi huyết áp tâm trương là áp lực máu tối thiểu khi tim nghỉ ngơi. Cả hai chỉ số này đều quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe tim mạch. Việc kiểm soát huyết áp có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng, bao gồm đột quỵ và bệnh tim. Một trong những yếu tố chính giúp trà xanh và trà đen hạ huyết áp là hàm lượng cao các hợp chất polyphenol, đặc biệt là catechin trong trà xanh. Catechin là một loại flavonoid mạnh mẽ, có tác dụng chống oxy hóa,
giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do và giảm viêm. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng catechin có khả năng giãn nở mạch máu, từ đó giúp cải thiện lưu thông máu và giảm huyết áp. Trà đen cũng có chứa nhiều polyphenol, nhưng quá trình chế biến trà đen làm giảm một số chất chống oxy hóa có lợi so với trà xanh. Tuy nhiên, trà đen vẫn cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ngoài việc hạ huyết áp, trà xanh và trà đen còn có nhiều lợi ích sức khỏe khác. Chúng được biết đến với khả năng tăng cường sức khỏe não bộ, cải thiện chức năng nhận thức và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng trà xanh có thể giúp giảm mỡ cơ thể, hỗ trợ quá trình giảm cân và duy trì cân nặng hợp lý. Bên cạnh đó, cả hai loại trà này còn giúp cải thiện sức khỏe răng miệng. Các hợp chất trong trà có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây sâu răng và viêm nướu, từ đó bảo vệ sức khỏe răng miệng tổng thể. Để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe từ trà xanh và trà đen, bạn nên uống từ 2 đến 3 tách mỗi ngày. Trà có thể được thưởng thức nóng hoặc lạnh, tùy theo sở thích của bạn. Để làm tăng hương vị, bạn có thể thêm một chút chanh hoặc mật ong vào trà. Thưa quý vị, 5 loại đồ uống kể trên đều đã được các nghiên cứu khoa học chứng minh có tiềm năng trong việc hạ huyết áp. Cả 5 loại đồ uống này đều rất sẵn tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng với mục đích y khoa, tốt hơn hết mọi người nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng. Đồng thời, cần tuân thủ về liều lượng, cách sử dụng theo tư vấn của bác sĩ để tránh những tác dụng phụ không đáng có. Thưa quý vị, cao huyết áp là bệnh lý tim mạch nguy hiểm được xem như kẻ giết người thầm lặng, vì toàn bộ sự tiến triển của bệnh thường diễn ra trong âm thầm, không có triệu chứng. Hiện nay Việt Nam có khoảng 12 triệu người mắc phải, nghĩa là trung bình cứ 5 người trưởng thành thì có một người mắc bệnh. Năm 2016, tỷ lệ này ở mức báo động đỏ với hơn 40% người lớn bị tăng huyết áp. Hiểu rõ nguyên nhân gây ra tình trạng này là rất quan trọng để có thể kiểm soát và phòng ngừa hiệu quả. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về các nguyên nhân gây tăng huyết áp và cách phòng ngừa hiệu quả. 1. Chế độ ăn uống không lành mạnh. Một trong những nguyên nhân chính gây tăng huyết áp là việc tiêu thụ quá nhiều muối, natri. Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều natri, nó sẽ giữ lại nước để cân bằng lượng muối trong cơ thể, dẫn đến việc gia tăng thể tích máu. Sự gia tăng này tạo áp lực lên các mạch máu, gây ra hiện tượng cao huyết áp. Nghiên cứu cho thấy rằng một chế độ ăn có hàm lượng muối cao có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị rằng mỗi người chỉ nên tiêu thụ tối đa 5 gram muối mỗi ngày, tương đương với khoảng 2 gram natri. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người tiêu thụ lượng muối gấp đôi hoặc gấp 3 lần mức khuyến nghị này, chủ yếu do các thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm nhanh và các món ăn ngoài trời. Những thực phẩm này thường chứa nhiều muối để tạo hương vị và bảo quản, và do đó cần được hạn chế trong chế độ ăn uống hàng ngày. Ngoài ra, một chế độ ăn thiếu trái cây, rau củ và các thực phẩm giàu chất xơ cũng có thể góp phần vào tình trạng huyết áp cao. Trái cây và rau củ là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể. Chúng cũng giàu chất xơ, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và kiểm soát mức đường huyết. Một chế độ ăn giàu chất xơ đã được chứng minh là có khả năng làm giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch. Chất xơ trong chế độ ăn uống không chỉ giúp giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, mà còn đóng vai trò trong việc kiểm soát cân nặng. Khi cơ thể có trọng lượng khỏe mạnh, áp lực lên hệ tuần hoàn cũng sẽ giảm. Một nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ nhiều chất xơ thường có huyết áp ổn định hơn so với những người tiêu thụ ít chất xơ. 2. Thừa cân và béo phì. Khi một người thừa cân, áp lực lên tim và mạch máu tăng lên, dẫn đến việc tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đến các cơ quan trong cơ thể. Điều này không chỉ gây ra áp lực lớn lên hệ thống tim mạch mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến huyết áp cao. Khi cơ thể có trọng lượng dư thừa, nó cần nhiều máu hơn để cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho các mô. Sự gia tăng này tạo ra áp lực lên thành mạch, dẫn đến tình trạng huyết áp cao. Theo nghiên cứu, mỗi kg trọng lượng cơ thể thừa có thể làm táp thêm một mức độ nhất định. Chính vì vậy,
việc kiểm soát cân nặng là rất quan trọng để duy trì huyết áp ở mức an toàn. Ngoài việc gây áp lực lên tim, thừa cân còn liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ khác làm tăng huyết áp. Các tế bào mỡ, đặc biệt là mỡ bụng, có thể sản xuất hormone và chất hóa học gây viêm, góp phần vào sự phát triển của kháng insulin và rối loạn hormone. Những vấn đề này không chỉ gây ảnh hưởng đến huyết áp mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và các bệnh tim mạch khác. Việc thừa cân cũng thường đi kèm với lối sống ít vận động, một yếu tố khác làm tăng huyết áp. Kết hợp giữa chế độ ăn uống không lành mạnh và thiếu hoạt động thể chất sẽ làm tăng khả năng tích tụ mỡ và khiến tình trạng béo phì trở nên tồi tệ hơn. 3. Thiếu vận động. Thiếu vận động không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể, mà còn làm tăng nguy cơ huyết áp cao. Khi cơ thể không hoạt động đủ, các cơ và mạch máu không được kích thích, dẫn đến tình trạng giảm khả năng lưu thông máu và tăng áp lực lên hệ tuần hoàn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người có lối sống ít vận động thường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn. Khi không được tập luyện, cơ thể dễ dàng tích tụ mỡ, đặc biệt là mỡ bụng, dẫn đến thừa cân và béo phì. Hai yếu tố chính góp phần vào việc tăng huyết áp. Cơ thể cũng trở nên kháng insulin hơn, làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch. Ngược lại, việc tập thể dục thường xuyên có nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Tập luyện giúp cải thiện chức năng của tim, làm tăng lưu lượng máu và giảm huyết áp. Khi tim hoạt động hiệu quả hơn, nó có khả năng bơm máu đến các cơ quan trong cơ thể tốt hơn, từ đó giảm áp lực lên mạch máu. Các hoạt động thể dục như đi bộ, chạy bộ, bơi lội, đạp xe hoặc tham gia các lớp thể dục nhóm không chỉ giúp đốt cháy calo mà còn giúp cải thiện sức khỏe tổng thể. Chỉ cần dành ra khoảng 150 phút mỗi tuần cho các hoạt động thể chất vừa phải là đủ để cải thiện sức khỏe tim mạch và huyết áp. Bên cạnh đó, tập thể dục cũng giúp nâng cao tâm trạng và giảm căng thẳng. Các nghiên cứu cho thấy rằng, việc vận động cơ thể kích thích sản xuất endorphin, hormone mang lại cảm giác vui vẻ, từ đó giảm mức độ stress và lo âu. 4. Uống rượu và hút thuốc. Uống rượu quá mức có thể dẫn đến tăng huyết áp, làm cho cơ thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Khi tiêu thụ rượu, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách gia tăng nồng độ hormone adrenaline. Điều này dẫn đến co thắt mạch máu và tăng nhịp tim, gây áp lực lên hệ thống tuần hoàn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống rượu liên tục và nhiều có thể làm tăng huyết áp tâm thu, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, đột quỵ và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Ngược lại, việc hạn chế hoặc ngừng uống rượu có thể giúp duy trì huyết áp ở mức ổn định. Các chuyên gia khuyến nghị rằng nam giới không nên tiêu thụ quá 2 ly rượu mỗi ngày và phụ nữ không nên vượt quá 1 ly. Việc giảm thiểu lượng rượu không chỉ có lợi cho huyết áp mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và giúp duy trì cân nặng hợp lý. Hút thuốc lá cũng là một yếu tố nguy cơ lớn gây tăng huyết áp. Khói thuốc lá chứa hàng nghìn hóa chất độc hại, trong đó nicotine là một trong những tác nhân gây hại chính. Nicotine có thể làm hẹp mạch máu và làm tăng huyết áp bằng cách kích thích hệ thần kinh giao cảm, dẫn đến tăng nhịp tim và áp lực lên tim. Hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến huyết áp mà còn gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác như bệnh tim mạch, ung thư phổi và các bệnh lý hô hấp. 5. Căng thẳng. Khi cơ thể phải đối mặt với căng thẳng, nó phản ứng bằng cách sản sinh ra các hormone stress, chủ yếu là cortisol và adrenaline. Những hormone này có tác dụng làm tăng nhịp tim và co thắt mạch máu, từ đó dẫn đến việc tăng huyết áp. Căng thẳng kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao một cách đáng kể. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên trải qua căng thẳng có xu hướng có mức huyết áp cao hơn so với những người có tâm trạng thoải mái và thư giãn. Hơn nữa, tình trạng căng thẳng mãn tính không chỉ làm tăng huyết áp mà còn có thể dẫn đến những thói quen không lành mạnh như ăn uống không kiểm soát, uống rượu hoặc hút thuốc, từ đó tạo ra một vòng luẩn quẩn dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Cortisol, một hormone chính trong phản ứng căng thẳng, có ảnh hưởng lớn đến cách cơ thể xử lý muối và nước. Khi nồng độ cortisol trong cơ thể tăng lên, nó có thể gây ra sự giữ nước, làm tăng thể tích máu và áp lực lên các thành mạch. Điều này càng làm cho huyết áp tăng cao hơn. 6. Yếu tố di truyền. Các nghiên cứu cho thấy rằng,
huyết áp cao có thể di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác với sự ảnh hưởng của nhiều gen khác nhau có liên quan đến cách cơ thể điều chỉnh huyết áp. Khi trong gia đình có tiền sử mắc bệnh, bạn có thể có xu hướng dễ mắc phải tình trạng này hơn so với những người không có yếu tố di truyền. Di truyền ảnh hưởng đến huyết áp thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Một số gen có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể xử lý muối và nước, làm cho một số người dễ bị giữ nước hơn, từ đó gây tăng huyết áp. Ngoài ra, gen cũng có thể ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng của các mạch máu, dẫn đến sự co thắt hoặc giãn nở không bình thường, làm tăng áp lực lên hệ thống tuần hoàn. Bên cạnh các yếu tố di truyền, lối sống và môi trường cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển huyết áp cao. Nếu bạn có tiền sử gia đình nhưng duy trì một lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống cân bằng và hoạt động thể chất thường xuyên, bạn có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh. Một lối sống tích cực có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp hiệu quả hơn. 7. Bệnh tật và rối loạn nội tiết. Một số bệnh như bệnh thận, bệnh tiểu đường và rối loạn tuyến giáp có thể gây ra tăng huyết áp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tim mạch. Những tình trạng này thường làm rối loạn các cơ chế điều chỉnh huyết áp tự nhiên của cơ thể. Bệnh thận mãn tính có thể dẫn đến tình trạng huyết áp cao do thận không thể loại bỏ muối và nước dư thừa ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả. Khi thận suy yếu, lượng chất lỏng trong cơ thể tăng lên, gây áp lực lên các mạch máu và dẫn đến huyết áp cao. Ngoài ra, các hormone như renin được sản xuất bởi thận cũng có thể làm tăng huyết áp khi chức năng thận bị suy giảm. Bệnh tiểu đường. Người mắc bệnh tiểu đường thường có nguy cơ cao bị huyết áp cao. Tình trạng kháng insulin và lượng đường trong máu không được kiểm soát có thể dẫn đến tổn thương mạch máu, làm cho các mạch máu trở nên cứng và hẹp hơn, mê, từ đó tăng huyết áp. Hơn nữa, bệnh tiểu đường có thể làm tăng khả năng mắc các bệnh tim mạch, tạo thành một vòng luẩn quẩn khó khăn trong việc quản lý huyết áp. Rối loạn tuyến giáp. Các vấn đề liên quan đến tuyến giáp như suy giáp hoặc cường giáp cũng có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Tuyến giáp sản xuất hormone điều chỉnh nhiều chức năng trong cơ thể, bao gồm cả nhịp tim và huyết áp. Khi tuyến giáp hoạt động không hiệu quả, nó có thể gây ra sự thay đổi bất thường trong huyết áp, dẫn đến tình trạng cao huyết áp. 8. Sử dụng thuốc. Một số loại thuốc, bao gồm thuốc giảm đau không kê đơn, thuốc chống viêm và một số loại thuốc điều trị bệnh, có thể làm tăng huyết áp như một tác dụng phụ. Các loại thuốc giảm đau không kê đơn như ibuprofen, naproxen và aspirin thường được sử dụng để giảm đau và viêm. Tuy nhiên, những thuốc này có thể gây ra tình trạng giữ nước và làm tăng nồng độ natri trong cơ thể, dẫn đến tăng huyết áp. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng NSAIDs liên tục có thể làm tăng huyết áp tâm thu và tâm trường. Do đó, những người có nguy cơ cao mắc bệnh huyết áp nên cân nhắc khi sử dụng các loại thuốc này và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Tương tự như NSAIDs, các loại thuốc chống viêm có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Những thuốc này, như corticosteroid, có thể làm tăng huyết áp thông qua cơ chế giữ nước và muối, cũng như ảnh hưởng đến hệ thống hormone điều chỉnh huyết áp. Việc sử dụng corticosteroid lâu dài có thể dẫn đến tình trạng cao huyết áp mãn tính. Nếu bạn cần điều trị bằng thuốc chống viêm, hãy thảo luận với bác sĩ về các biện pháp kiểm soát huyết áp trong suốt quá trình điều trị. Nhiều loại thuốc điều trị các tình trạng bệnh lý khác nhau cũng có thể gây tăng huyết áp. Ví dụ, thuốc chống trầm cảm, thuốc điều trị ADHD và một số loại thuốc điều trị bệnh tiểu đường có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Ngoài ra, thuốc chống dị ứng chứa decongestant, thuốc thông mũi, cũng có thể gây tăng huyết áp do tác động làm co mạch. 9. Giấc ngủ kém. Ngủ không đủ giấc hoặc gặp phải các rối loạn giấc ngủ như hội chứng ngưng thở khi ngủ có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp, dẫn đến tình trạng huyết áp cao. Khi cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, nó sẽ sản sinh ra hormone cortisol, một loại hormone stress, làm tăng nhịp tim và áp lực lên hệ thống tuần hoàn. Ngủ không đủ giấc có thể làm thay đổi cách cơ thể xử lý muối và nước, dẫn đến tình trạng giữ nước và làm tăng thể tích máu. Sự gia tăng thể tích máu này gây áp lực lên thành mạch, từ đó làm tăng huyết áp. Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy những người thường xuyên thiếu ngủ có nguy cơ cao hơn mắc bệnh huyết áp so với những người ngủ đủ giấc. Hội chứng ngưng thở khi ngủ
cũng là một yếu tố quan trọng góp phần vào tình trạng huyết áp cao. Trong hội chứng này, các cơn ngưng thở xảy ra trong lúc ngủ làm giảm lượng oxy cung cấp cho cơ thể và gây ra tình trạng căng thẳng cho hệ tuần hoàn. Khi giấc ngủ bị gián đoạn liên tục, cơ thể sản sinh ra nhiều hormone stress hơn, làm tăng huyết áp một cách đáng kể. Những người mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ cũng thường có nguy cơ cao mắc các bệnh lý tim mạch. Bằng cách thực hiện những thay đổi tích cực trong lối sống, như duy trì chế độ ăn uống cân bằng, tập luyện thể dục thường xuyên, giảm căng thẳng và có giấc ngủ đủ và sâu, chúng ta có thể kiểm soát huyết áp một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, việc theo dõi sức khỏe định kỳ và tham khảo ý kiến bác sĩ khi cần thiết cũng là những bước quan trọng giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến huyết áp. Quý vị thân mến, quý vị vừa xem xong chương trình trên kênh Sức khỏe cổ xưa. Mời quý vị xem tiếp một nội dung khác ngay sau đây. Trước khi ung thư xuất hiện, cơ thể có 5 tổn thương cảnh báo, phát hiện để chặn đứng kịp thời. Xin chào quý vị khán giả! Ung thư không bao giờ xuất hiện một cách ngẫu nhiên hay không có cảnh báo trước. Cơ thể thường gửi đến chúng ta những tín hiệu sớm thông qua các biểu hiện bất thường. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết về 5 tổn thương tiền ung thư, những dấu hiệu có thể giúp chúng ta nhận biết và can thiệp kịp thời, từ đó ngăn ngừa nguy cơ ung thư phát triển. Khi nhận được chẩn đoán ung thư, nhiều người thường thốt lên trong đau đớn, tại sao lại là tôi? Thực tế, ung thư không phải lúc nào cũng là một cú sốc bất ngờ. Cơ thể thường đưa ra những dấu hiệu cảnh báo sớm thông qua các tổn thương tiền ung thư. Hiểu đúng và kịp thời nhận biết những dấu hiệu này chính là chìa khóa để chúng ta phòng ngừa và điều trị bệnh hiệu quả. Tổn thương tiền ung thư giống như một cơ hội cuối cùng mà cơ thể trao cho chúng ta trước khi ung thư thực sự xuất hiện. Những tổn thương này có khả năng được kiểm soát và đảo ngược, nhưng cũng có thể trở thành ung thư nếu chúng ta không hành động kịp thời. Việc phát hiện sớm là yếu tố quyết định giữa việc chữa lành và tiến triển thành ung thư. Điều quan trọng cần lưu ý là tổn thương tiền ung thư không phải là ung thư. Ở giai đoạn này, chưa thể tìm thấy tế bào ung thư trong cơ thể. Có thể hiểu tổn thương tiền ung thư như một bước chuyển tiếp là người thân gần của ung thư. Nếu cơ thể liên tục chịu sự tác động của các yếu tố nguy cơ như lối sống không lành mạnh, ô nhiễm môi trường hay hóa chất độc hại, những tổn thương này có khả năng cao sẽ tiến triển thành ung thư. Ví dụ, hãy hình dung cơ thể chúng ta như một chiếc ô tô đang di chuyển với tốc độ cao trên xa lộ. Tổn thương tiền ung thư giống như một trục trặc nhỏ vừa xuất hiện. Nếu được phát hiện và xử lý kịp thời, bạn có thể đưa chiếc xe trở lại hành trình an toàn. Nhưng nếu bỏ qua, sự cố nhỏ này sẽ biến thành một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, điểm tích cực là những tổn thương tiền ung thư vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu được phát hiện và điều trị đúng lúc, chúng ta hoàn toàn có cơ hội ngăn chặn sự tiến triển thành ung thư, thậm chí có thể phục hồi hoàn toàn. Đây là lý do tại sao việc thăm khám sức khỏe định kỳ và chú ý đến những thay đổi nhỏ trong cơ thể là vô cùng quan trọng. Phát hiện sớm không chỉ cứu lấy sinh mạng, mà còn giúp giảm thiểu nỗi đau và gánh nặng tài chính trong quá trình điều trị. Trên thực tế, tổn thương tiền ung thư có thể xuất phát từ hai nguyên nhân chính di truyền hoặc mắc phải trong quá trình sống. Cả hai loại này đều đòi hỏi sự chú ý đặc biệt vì nếu không được can thiệp kịp thời, chúng có thể tiến triển thành ung thư. Tổn thương tiền ung thư do di truyền liên quan đến các bất thường về gen, phổ biến nhất là các tình trạng như polyp tuyến gia đình và u sợi thần kinh. Những người có tiền sử gia đình với các bệnh lý này thuộc nhóm nguy cơ cao. Nếu trong gia đình có người thân trực hệ được chẩn đoán mắc tổn thương tiền ung thư di truyền, bạn nên nhanh chóng tham khảo ý kiến bác sĩ, thực hiện các xét nghiệm tầm soát sớm và theo dõi định kỳ. Phòng bệnh bằng cách thay đổi lối sống và thực hiện các biện pháp can thiệp kịp thời là chìa khóa để tránh sự tiến triển thành ung thư. Tổn thương tiền ung thư mắc phải thường xuất phát từ thói quen sinh hoạt không lành mạnh như hút thuốc lá, uống rượu bia, ăn uống thiếu dinh dưỡng và lười vận động. Ngoài ra, các nhiễm trùng hoặc viêm mãn tính cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến những tổn thương này. Ví dụ, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori
có thể gây viêm loét dạ dày, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày hoặc nhiễm virus HPV có liên quan đến ung thư cổ tử cung. Sau đây là 5 tổn thương tiền ung thư cần lưu ý. 1. Loét dạ dày lâu ngày không khỏi. Loét dạ dày là tình trạng tổn thương xảy ra ở niêm mạc dạ dày, khiến người bệnh gặp phải các triệu chứng khó chịu như đau thượng vị, đầy bụng và buồn nôn. Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Quang, Học viện Quân y, có tới 90% bệnh nhân mắc loét dạ dày đều cảm thấy đau ở vùng thượng vị, vị trí nằm trên rốn và dưới xương ức. Đáng lưu ý, cơn đau thường xuất hiện thất thường, không theo quy luật thời gian cố định và có thể trở nên nghiêm trọng hơn vào ban đêm hoặc sau khi ăn. Loét dạ dày nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời có thể chuyển sang giai đoạn nghiêm trọng hơn. Khi các cơn đau âm ỉ kéo dài hoặc thay đổi tính chất, chẳng hạn như đau nhiều hơn vào buổi sáng hoặc sau khi ăn, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh đã tiến triển thành loạn sản dạ dày. Loạn sản là sự biến đổi bất thường trong tế bào niêm mạc và nếu không kiểm soát tốt, nó có thể tiến triển thành ung thư dạ dày. Ngoài ra, nhiễm khuẩn HP cũng là một yếu tố làm gia tăng nguy cơ loét dạ dày tiến triển thành ung thư. H. pylori gây ra viêm mãn tính trong niêm mạc dạ dày và làm tăng tỷ lệ đột biến tế bào, dẫn đến loạn sản. Những người gặp tình trạng nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc sút cân bất thường cần được đưa đi khám ngay để phát hiện và xử lý tổn thương tiền ung thư sớm. Điều quan trọng là người bệnh phải tuân thủ phác đồ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời thay đổi lối sống bằng cách tránh hút thuốc, rượu bia và giảm căng thẳng nhằm giảm thiểu nguy cơ loét tái phát và ngăn ngừa ung thư. Việc theo dõi sức khỏe định kỳ và kiểm tra nội soi dạ dày là cách tốt nhất để phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư và tăng cơ hội điều trị thành công. 2. Polyp đại tràng. Polyp đại tràng là những khối u nhỏ hình thành trên lớp niêm mạc của ruột già. Đây là một trong những tổn thương tiền ung thư phổ biến nhất, với polyp tuyến adenomatous polyp chiếm tỷ lệ cao nhất trong các loại polyp. Theo thống kê, hơn 80% các ca ung thư ruột kết và đại tràng được phát hiện có nguồn gốc từ polyp tuyến main. Mặc dù không phải tất cả các polyp đều tiến triển thành ung thư, nhưng nếu không được phát hiện và loại bỏ kịp thời, một số polyp tuyến có khả năng biến đổi ác tính trong thời gian từ 7 đến 10 năm. Polyp đại tràng thường không có triệu chứng rõ rệt, khiến người bệnh khó nhận biết cho đến khi được kiểm tra nội soi đại tràng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, polyp lớn có thể gây ra các triệu chứng như chảy máu trực tràng hoặc có máu trong phân, rối loạn tiêu hóa bao gồm táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài, đau bụng dưới hoặc cảm giác đầy bụng khó chịu. Những yếu tố làm tăng nguy cơ phát triển polyp đại tràng bao gồm tuổi tác, đặc biệt trên 50 tuổi, tiền sử gia đình có người mắc polyp hoặc ung thư đại tràng, chế độ ăn uống nhiều thịt đỏ, chất béo bão hòa và lối sống ít vận động. Người thừa cân, hút thuốc, uống rượu cũng có nguy cơ cao phát triển polyp đại tràng và ung thư. Nội soi đại tràng là phương pháp quan trọng nhất giúp phát hiện và loại bỏ polyp sớm trước khi chúng tiến triển thành ung thư. Các chuyên gia khuyến cáo rằng nên nội soi đại tràng từ tuổi 50 hoặc sớm hơn nếu gia đình có tiền sử mắc bệnh. Nếu phát hiện polyp trong quá trình nội soi, bác sĩ có thể cắt bỏ ngay bằng thủ thuật nội soi để ngăn ngừa sự phát triển tiếp tục của chúng. Ngoài ra, việc thay đổi lối sống và chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa polyp đại tràng. Một chế độ ăn giàu chất xơ từ rau quả, ngũ cốc nguyên cám, giảm tiêu thụ thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn sẽ giúp cải thiện sức khỏe ruột và giảm nguy cơ phát triển polyp. Tập thể dục thường xuyên và duy trì cân nặng hợp lý cũng có tác dụng bảo vệ sức khỏe ruột kết. 3. Bạch sản niêm mạc miệng. Bạch sản niêm mạc miệng là tình trạng tăng sừng hóa bất thường ở niêm mạc, dẫn đến sự xuất hiện của những mảng trắng hoặc xám nhạt trong khoang miệng. Đây là một dạng tổn thương tiền ung thư, thường xảy ra không chỉ ở niêm mạc miệng mà còn ở đường tiêu hóa, âm đạo và các niêm mạc khác trong cơ thể. Ban đầu, niêm mạc có bề mặt tương đối nhẵn bóng, nhưng theo thời gian, các mảng trắng này có thể phát triển sần sùi, gồ ghề, cuối cùng dẫn đến loét nếu không được điều trị kịp thời. Một số nghiên cứu cho thấy, xác suất bạch sản ác tính hóa dao động khoảng 4%, nghĩa là nó có thể tiến triển thành ung thư nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời. Những trường hợp bạch sản tiến triển nặng hơn, đặc biệt là ở những người có yếu tố nguy cơ cao
như hút thuốc lá hoặc uống rượu nhiều, có khả năng ác tính hóa cao hơn mức trung bình. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do hút thuốc lá và uống rượu. Đây là hai yếu tố chính làm tăng nguy cơ xuất hiện và phát triển bạch sản niêm mạc. Cắn môi, má hoặc niêm mạc miệng lâu ngày gây kích ứng, răng giả kém chất lượng hoặc răng hư tổn gây trà sát liên tục vào niêm mạc. Nhiễm virus HPV ở niêm mạc liên quan đến các tổn thương tiền ung thư và ung thư miệng. Chế độ ăn thiếu vitamin A hoặc các chất chống oxy hóa làm suy yếu khả năng bảo vệ của niêm mạc. Bạch sản niêm mạc thường phát triển âm thầm, không gây đau đớn trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, khi màng bạch sản lan rộng hoặc phát triển thành loét, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như cảm giác rát hoặc đau nhẹ ở vùng niêm mạc bị tổn thương, khó khăn khi nhai, nuốt hoặc phát âm, xuất hiện màng trắng sần sùi trong khoang miệng, không thể trà sát hoặc cạo bỏ. Hơi thở hôi nếu bạch sản đã loét và nhiễm trùng. Phát hiện và điều trị sớm bạch sản niêm mạc miệng giúp ngăn ngừa khả năng ác tính hóa. Bác sĩ có thể thực hiện sinh thiết vùng niêm mạc bất thường để đánh giá nguy cơ tiến triển thành ung thư. Nếu tổn thương nhẹ, bệnh nhân có thể được theo dõi định kỳ và hướng dẫn thay đổi lối sống, chẳng hạn như ngừng hút thuốc và hạn chế uống rượu. Thực hiện vệ sinh răng miệng đúng cách và kiểm tra răng định kỳ để loại bỏ kích ứng do răng hư tổn. Bổ sung vitamin A và các chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức đề kháng cho niêm mạc. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định loại bỏ màng bạch sản thông qua phẫu thuật hoặc laser nếu phát hiện nguy cơ ác tính cao. Bạch sản niêm mạc miệng không phải lúc nào cũng tiến triển thành ung thư, nhưng việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp giảm nguy cơ này đáng kể. Hãy chủ động kiểm tra răng miệng định kỳ và chú ý đến bất kỳ sự thay đổi nào trong khoang miệng, đặc biệt nếu có thói quen hút thuốc hoặc uống rượu. 4. Xơ gan. Xơ gan là một bệnh lý mạn tính và tiến triển của gan. Trong đó, các mô gan bình thường bị thay thế bằng mô sẹo, làm suy giảm chức năng quan trọng của gan. Theo B.S. Nguyễn Lê, chuyên ung thư gan, Học viện Quân y 133, xơ gan là kết quả của các tổn thương lặp đi lặp lại do nhiều nguyên nhân, bao gồm viêm gan B, lạm dụng rượu bia, nhiễm sán lá gan và tiếp xúc với chất độc công nghiệp. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, xơ gan có thể tiến triển thành ung thư biểu mô tế bào gan, một dạng ung thư gan nguy hiểm. Viêm gan B và C là hai nguyên nhân phổ biến gây xơ gan trên toàn cầu do viêm gan kéo dài làm tổn thương các mô gan. Bên cạnh đó, uống rượu bia trong thời gian dài gây nhiễm mỡ gan, dẫn đến viêm gan do rượu và cuối cùng là xơ gan. Ngoài ra, gan nhiễm mỡ không do rượu thường xuất phát từ chế độ ăn nhiều chất béo và lối sống ít vận động cũng là nguyên nhân đáng chú ý. Các triệu chứng của xơ gan ở giai đoạn đầu thường không rõ ràng, nhưng khi tiến triển, người bệnh có thể gặp mệt mỏi, suy nhược kéo dài, chán ăn, vàng da, đau tức hạ sườn phải, bụng phình to do tích dịch và phù chân do cơ thể giữ nước. Nếu không điều trị, xơ gan có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng như xuất huyết tiêu hóa, nhiễm trùng, suy gan và ung thư gan. Để phòng ngừa và điều trị, người bệnh cần tiêm phòng viêm gan B, điều trị triệt để các bệnh lý liên quan đến gan, hạn chế tối đa việc sử dụng rượu bia và duy trì cân nặng hợp lý để tránh gan nhiễm mỡ. 5. Viêm lộ tuyến cổ tử cung nặng. Viêm lộ tuyến cổ tử cung nặng là một tình trạng phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt ở những người đã từng sinh nở hoặc có quan hệ tình dục nhiều lần. Theo BS Nguyễn Văn Thái, chuyên ung thư và phẫu thuật thẩm mỹ, Hà Nội, tình trạng này xảy ra khi biểu mô vẩy ở vùng giáp ranh giữa cổ tử cung và âm đạo bị thoái hóa, bong chóc và dẫn đến sự tăng sinh bất thường của tế bào. Lộ tuyến cổ tử cung khiến bề mặt cổ tử cung có màu hồng nhạt, trông như bị khuyết niêm mạc và thường đi kèm với các triệu chứng như dịch tiết âm đạo ra nhiều, cảm giác ẩm ướt, khó chịu hoặc nặng nề ở vùng kín. Tình trạng viêm kéo dài không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của phụ nữ mà còn làm suy giảm chất lượng cuộc sống, gây mệt mỏi và căng thẳng tâm lý. Nguy hiểm hơn, khi viêm lộ tuyến kết hợp với nhiễm virus HPV, một trong những tác nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung, nguy cơ phát triển thành ung thư sẽ tăng cao. Những triệu chứng như chảy máu sau quan hệ tình dục, đau bụng dưới hoặc rối loạn kinh nguyệt cũng là những dấu hiệu cảnh báo quan trọng. Để phòng ngừa và điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung nặng, phụ nữ cần duy trì vệ sinh vùng kín đúng cách, khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.
Trong trường hợp phát hiện viêm lộ tuyến nặng, các phương pháp điều trị như đốt laser, áp lạnh hoặc dùng thuốc kháng viêm thường được bác sĩ khuyến nghị. Quan trọng hơn, tiêm phòng HPV từ sớm và kiểm tra định kỳ tế bào cổ tử cung thông qua xét nghiệm Pap smear là cách hiệu quả để phòng tránh nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung và bảo vệ sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Thưa quý vị, đối với tổn thương tiền ung thư, chúng ta cần có nhận thức đầy đủ và đúng đắn. Mặc dù thuật ngữ này chứa từ ung thư, nhưng quá trình từ tổn thương tiền ung thư tiến triển thành ung thư thường kéo dài từ 10 đến 20 năm, tạo ra cơ hội để phát hiện và điều trị kịp thời. Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các tổn thương tiền ung thư đều sẽ phát triển thành ung thư. Với phương pháp điều trị đúng cách và hiệu quả, nguy cơ này hoàn toàn có thể được kiểm soát và thậm chí ngăn chặn sự xuất hiện của bệnh ung thư. Trong giai đoạn chuyển tiếp từ tổn thương tiền ung thư sang ung thư, cơ thể thường đối diện với các yếu tố kích thích hoặc tác động tiêu cực dẫn đến viêm nhiễm. Tuy nhiên, những người có hệ miễn dịch mạnh mẽ sở hữu khả năng tự bảo vệ vượt trội nhờ vào các tế bào miễn dịch có thể nhận diện và tiêu diệt các tế bào bất thường trước khi chúng tiến triển thành ung thư. Đây là lý do tại sao duy trì và tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch đóng vai trò then chốt trong việc phòng ngừa và kiểm soát nguy cơ mắc bệnh. Khi phát hiện tổn thương tiền ung thư, tuyệt đối không được trì hoãn điều trị. Thay vào đó, cần chủ động phối hợp chặt chẽ với bác sĩ chuyên khoa để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Các biện pháp như phẫu thuật hoặc sử dụng thuốc sẽ giúp kiểm soát tình trạng một cách hiệu quả và giữ nguy cơ tiến triển thành ung thư ở mức thấp nhất. Trong sinh hoạt hàng ngày, việc duy trì một lối sống lành mạnh, bổ sung dinh dưỡng cân bằng và thực hiện các hoạt động tăng cường miễn dịch là yếu tố không thể thiếu, giúp cơ thể luôn sẵn sàng chống lại bệnh tật. Điều này không chỉ mang lại sự yên tâm cho bản thân, mà còn là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ và bảo vệ chất lượng cuộc sống của mỗi người. Các yếu tố gây ung thư không bao giờ hoạt động đơn lẻ, mà thường hình thành từ sự kết hợp phức tạp của nhiều yếu tố khác nhau. Chính vì vậy, ngoài việc tích cực điều trị tổn thương tiền ung thư, chúng ta cần chú ý phòng tránh những nguy cơ tiềm ẩn khác. Để giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc bệnh, việc nhận thức và né tránh các yếu tố đã được Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới CRF và Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế công nhận là rất quan trọng. Sau đây là 4 yếu tố gây ung thư hàng đầu mà mỗi người cần tránh càng xa càng tốt để bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa ung thư hiệu quả. 1. Béo phì. Béo phì từ lâu đã được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC xác nhận là yếu tố nguy cơ liên quan đến nhiều loại ung thư nghiêm trọng như ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư túi mật, ung thư tuyến tụy và ung thư buồng trứng. Những người béo phì thường gặp phải tình trạng mỡ máu cao và tăng insulin trong máu. Lượng cholesterol tăng cao không chỉ làm giảm khả năng kháng khuẩn của các đại thực bào mà còn ức chế hệ miễn dịch, khiến cơ thể suy yếu trước các yếu tố tấn công từ bên ngoài. Điều này tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các tế bào ung thư. Phần lớn các trường hợp béo phì đều bắt nguồn từ thói quen ăn uống thiếu lành mạnh và lối sống ít vận động. Chính vì vậy, để giảm nguy cơ mắc ung thư, việc điều chỉnh chế độ ăn uống, kết hợp với thói quen tập luyện thể dục thường xuyên và lối sống khoa học là vô cùng cần thiết. Một cơ thể khỏe mạnh không chỉ giúp phòng ngừa các bệnh ung thư mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống. 2. Thịt chế biến sẵn. Thịt chế biến sẵn hiện được xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1 bởi Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC. Điều này có nghĩa là khả năng gây ung thư của thịt chế biến sẵn tương đương với các chất nguy hiểm khác như thuốc lá, amiang và rượu bia. Dù bản thân thịt tự nhiên không chứa yếu tố gây ung thư, nhưng trong quá trình xử lý, các phương pháp như ướp muối, hun khói, lên men hoặc nướng ở nhiệt độ cao thường tạo ra những hợp chất có khả năng gây hại cho cơ thể. Một số trong đó bao gồm benzopyrene, nitrosamine và amin dị vòng, những chất được chứng minh là có liên quan mật thiết đến sự phát triển của các khối u ác tính. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ thường xuyên các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt sông khói, dăm bông và thịt hộp làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư đại trực tràng. Một báo cáo của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới khuyến cáo rằng
chỉ cần ăn khoảng 50 gram thịt chế biến sẵn mỗi ngày, tương đương với một cây xúc xích, cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng lên đến 18%. Ngoài ra, các chất bảo quản như nitrat và nitrit trong thịt chế biến sẵn cũng tạo ra các hợp chất N-nitrosol, được coi là chất gây ung thư nguy hiểm. Khi được hấp thụ vào cơ thể, những hợp chất này có thể làm tổn thương tế bào, gây viêm nhiễm và làm tăng khả năng phát triển của tế bào ung thư. Đặc biệt, việc tiêu thụ thịt chế biến sẵn ở trẻ em và người cao tuổi được khuyến cáo cần hạn chế bởi nhóm đối tượng này có hệ miễn dịch yếu, dễ bị tổn thương trước các yếu tố gây hại. Để giảm nguy cơ mắc ung thư, các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế tiêu thụ thịt chế biến sẵn, đồng thời ưu tiên các nguồn protein từ thực phẩm lành mạnh hơn như cá, thịt gia cầm, đậu và các loại hạt. Thói quen ăn uống cân bằng và chế biến thức ăn đúng cách, hạn chế chiên nướng ở nhiệt độ cao cũng là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. 3. Aflatoxin. Aflatoxin là một trong những chất gây ung thư nguy hiểm nhất và được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1. Aflatoxin là một loại độc tố nấm mốc thường xuất hiện trong các loại thực phẩm như lạc, đậu phộng, ngô, gạo và các sản phẩm lên men như tương, trao nếu không được bảo quản hoặc chế biến đúng cách. Các loại thực phẩm này khi bị nhiễm nấm Aspergillus flavus sẽ sản sinh ra aflatoxin, tạo nguy cơ lớn cho sức khỏe nếu không được phát hiện kịp thời. Aflatoxin có khả năng gây tổn thương gan nghiêm trọng, đặc biệt là làm tăng nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Theo một nghiên cứu của tạp chí ung thư quốc tế International Journal of Cancer, aflatoxin có thể gây đột biến DNA trong gan, làm tổn thương tế bào và tăng nguy cơ phát triển khối u. Bên cạnh đó, độc tố này còn làm suy yếu hệ miễn dịch, làm cho cơ thể dễ nhiễm trùng và các bệnh lý liên quan đến gan. Việc phát hiện thực phẩm bị nhiễm aflatoxin không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì nấm mốc không phải lúc nào cũng hiện diện rõ ràng. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, khi các loại hạt như lạc, hạt dưa, hạt hướng dương, cùng nhiều loại ngũ cốc khác được tiêu thụ nhiều, nguy cơ nhiễm aflatoxin càng gia tăng. Người tiêu dùng cần đặc biệt thận trọng khi chọn mua thực phẩm trong dịp này, ưu tiên các sản phẩm từ những cơ sở sản xuất uy tín và có kiểm định chất lượng rõ ràng. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của nấm mốc trên ngũ cốc, hạt hay các loại thực phẩm lên men như chao và tương, cần loại bỏ ngay lập tức, tuyệt đối không ăn. Việc ăn phải thực phẩm chứa aflatoxin không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn có thể gây ra các vấn đề lâu dài như tổn thương gan mãn tính. Để bảo vệ sức khỏe, hãy bảo quản thực phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm mốc, đồng thời không tích trữ quá nhiều thực phẩm để tránh nguy cơ phát sinh nấm mốc. 4. Thực phẩm quá nóng. Thực phẩm quá nóng là một yếu tố nguy cơ gây ung thư mà nhiều người thường bỏ qua trong thói quen ăn uống hàng ngày. Mặc dù nước hay thực phẩm tự nó không chứa chất gây ung thư, nhưng việc thường xuyên tiêu thụ đồ uống hoặc thực phẩm nóng trên 60 năm của ung thư lại có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho niêm mạc thực quản. Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC, đồ uống quá nóng đã được xếp vào nhóm các tác nhân có thể gây ung thư thực quản. Niêm mạc thực quản rất nhạy cảm và không chịu được nhiệt độ cao trong thời gian dài. Khi tiếp xúc liên tục với thực phẩm hoặc nước nóng, niêm mạc bị kích ứng và tổn thương, dẫn đến viêm mãn tính. Nếu tình trạng này kéo dài, các tế bào trong thực quản có thể biến đổi bất thường, làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Đây là lý do mà các chuyên gia y tế luôn khuyến nghị nên uống nước ấm thay vì nước nóng và tránh ăn thực phẩm vừa mới nấu xong khi còn quá nóng. Ngoài ra, nghiên cứu còn cho thấy thói quen tiêu thụ thực phẩm nóng kết hợp với các yếu tố khác như hút thuốc lá và uống rượu sẽ càng làm tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản. Để bảo vệ sức khỏe, hãy để thực phẩm và đồ uống nguội bớt trước khi tiêu thụ. Đây không chỉ là cách để tránh tổn thương niêm mạc, mà còn giúp giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn khác. Ung thư là căn bệnh có thể phòng ngừa nếu chúng ta chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe. Tổn thương tiền ung thư là một tín hiệu cảnh báo sớm từ cơ thể, nhắc nhở chúng ta cần thay đổi lối sống và thực hiện tầm soát bệnh định kỳ. Hãy duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tránh những thói quen có hại và lắng nghe cơ thể nhiều hơn. Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đi khám kịp thời. Như vậy, không chỉ giảm được chi phí điều trị trong tương lai, mà còn giúp bạn có cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc hơn.